vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Huyền Bí. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nhện là loài động vật săn mồi mà không có xương sống. Đặc điểm nhận dạng chung của loài khá là đơn giản, chỉ có hai phần, tám chân, miệng không có hàm nhai. Và ơn giời là chúng không bay vè vè như gián. Thế nhưng lại có một hội chứng sợ nhện mang tên Arachnophobia. Chỉ cần nghĩ đến nhện hoặc nhìn thấy nhện là đã tim đập chân run rồi. Nếu bạn cũng sợ nhện hoặc đang mắc chứng bệnh này, hoặc đơn giản là không sợ gì cả, thì hãy xem video của Khám Phá Huyền Bí ngày hôm nay để tăng độ can đảm nhé. Đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách này, đó chính là nhện cát sáu mắt. Sở hữu khối cơ thể chỉ nhỏ bằng móng tay, nhưng nhện cát có khả năng cuột chết một người trưởng thành chỉ bằng giọt độc cực nhỏ mà chúng tiết ra sau nhát cắn. Các nhà khoa học nhận định nhện cát sáu mắt là hóa thạch sống vì chúng tồn tại cách đây 100 triệu năm trước cả khi châu Phi và Nam Mỹ tách ra. Đặc tính của loài nhện này là không rình bắt con mồi hay giăng tơ mà chúng vùi thân mình xuống lớp cát sa mạc nóng bỏng để phục kích con mồi. Khi phát hiện con mồi thì chúng sẽ từ từ tiếp cận rồi nhanh như chớp tung cú cắn chí mạng để kết liễu sự sống của nạn nhân xấu số. Độc tố của loài nhện này có thể phá vỡ hồng cầu, làm hoại tử, vỡ mạch máu, phá hủy mô. Đối với loài người thì độc tố của chúng là một thảm họa. Ban đầu cảm giác đau đớn tột cùng xuất hiện chỉ sau nhát cắn, sau đó vết thương lớn xung quanh vết cắn xuất hiện do các tế bào bị phá hủy. Khi nọc độc đi vào máu thì mạch máu sẽ bị phá vỡ, gây chảy máu trong khiến các cơ quan nội tạng bị phá hủy khủng khiếp. Không có thuốc chữa cho bất cứ ai bị cắn bởi nhện cát sáu mắt. Sau vài giờ đồng hồ thì nạn nhân sẽ bị liệt hoặc tử vong trong những cơn đau đớn khủng khiếp. Thứ 8 là nhện cửa sập Cyclocosmia. Với phần bụng như được dập khuôn từ bánh quy Oreo thì đây chính là loài nhện cổ nhất trên trái đất, có tên là nhện cửa sập Cyclocosmia. Nhện cửa sập hiếm khi được tìm thấy bởi vì chúng sống trong lòng đất, bên dưới hang được bao phủ bởi nhiều lớp cửa sập, được xây dựng lên bằng cách sử dụng hỗn hợp đất hoặc nguyên liệu từ cây và tơ. Cửa sập dùng để bảo vệ các con nhện khi chúng đi tìm thức ăn ở cửa hang, thường vào ban đêm. Nhện Cyclocosmia được phát hiện lần đầu vào năm 1901 tại Đông Nam Á và kể từ đó trở đi, người ta chỉ nhìn thấy thêm 6 cá thể khác. Giống côn trùng này khá lớn, lớn lắm luôn. Ui sợ quá, sợ quá. Dài tới 28mm, đường kính 16mm, sống trong hang dưới đất và lấy chính bụng mình để chắn lối đi như một kiểu đe dọa. Và tiếp theo là nhện phễu Sydney. Như các bạn đã biết thì nước Úc là một nỗi kinh hoàng với những người bị mắc hội chứng sợ nhện. Nên nếu có đặt chân đến Sydney thì hãy nhớ tránh xa loài nhện mà các bạn đang nhìn thấy đây, vì chúng phân bố đều trong bán kính 100km quanh thành phố Sydney đấy. Chất độc của nhện bằng phễu khi xâm nhập vào cơ thể người khiến cho huyết áp liên tục tăng, dẫn tới hàng triệu túi khí trong phổi vỡ tan. Vì chất độc achratoxin, loại chất độc có trong nọc của chúng, kích thích hệ thần kinh đến mức cơ thể không thể chịu nổi. Nhện bằng phễu thích những nơi ẩm ướt, bóng râm mát mẻ nên chúng có thể được bắt gặp ở dưới các tảng đá hay khúc gỗ trong rừng, trong lớp đất dưới nền nhà. Ở vị trí thứ 6 là nhện lang thang Brazil. Nhện phễu Sydney là đại diện cho Úc thì nhện lang thang Brazil chính là đối thủ của nó. Tất cả loài nhện lang thang Brazil đều có màu nâu, lông xám và đốm đen trên bụng. Những con nhện này có kích thước khá to với chân dài khoảng 15cm và thân dài tầm 5cm. Những con nhện này là những thợ săn đêm chính hiệu, vì vậy chúng dành phần lớn thời gian để sống và ẩn náu trong những khe nứt hoặc dưới những khúc gỗ và ra ngoài vào ban đêm để săn mồi. Chúng ăn côn trùng, loài bò sắt nhỏ, lưỡng cừ, chuột và thậm chí là cả nhện nhỏ khác. Nọc độc của nhện lang thang Brazil là một hợp chất phức tạp gồm các chất độc, peptide và protein, ảnh hưởng đến các kênh ion và các tụ thể hóa học trong các hệ thần kinh cơ thể của nạn nhân. Nói một cách đơn giản thì nọc độc của những con nhện Brazil lang thang gây rối loạn chức năng não và tàn phá nó. Khi bị nhện cắn thì trong vòng 30 phút, các triệu chứng bao gồm các biểu hiện như nhịp tim bất thường, huyết áp cao hoặc thấp, chướng bụng, hạ thân nhiệt, buồn nôn, chóng mặt, mắt mờ và có thể lên cơn co giật lan rộng toàn thân. Nên khi đã bị cắn, bất luận vết cắn có bé hay to thì phải tìm cách cấp cứu khẩn cấp vì nọc độc của nó gây nguy hiểm đến tính mạng. Ở vị trí thứ 5 là nhện nâu ẩn giật.
Còn được gọi là nhện violon, nó có thể được xác định bởi vì màu nâu sẫm của nó không nổi bật và không giống như các loài khác. Nó có hoa văn ở lưng như cây vĩ cầm, rất dễ nhìn. Vết cắn của nhện violon không gây tử vong nhưng rất khó chịu và rất có thể sẽ cần được chăm sóc y tế. Nó bắt đầu với một vết loét có thể không đau, chuyển sang màu tím pha hồng. Nhiều người có thể coi thường và nó có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với nhiễm trùng da. Tuy nhiên thì nhiều loài nhện đầu có nọc độc phá hủy mô mạnh có thể làm thối thịt, một quá trình được khoa học gọi là hoại tử. Độc tố này thay đổi nồng độ từ loài này sang loài khác, nhưng các loài thuộc chi nhện nâu đều có nọc độc gây hoại tử. Nhện violon thường có thể được tìm thấy trong các khu như tầng hầm hoặc nhà kho bụi bặm. Loài nhện này có xu hướng tránh tiếp xúc với con người, do đó nó còn có tên khác là nhện ẩn giật. Và loài nhện tiếp theo mà mình muốn giới thiệu để các bạn đó là nhện sói. Đây có lẽ chính là cơn ác mộng cho các bạn nữ sợ nhện nhỉ. Với những con nhện con nhung nhúc bám trên lưng mẹ, chỉ cần chạm nhẹ vào là hàng trăm con nhện con bung ra sẽ leo lên người bạn. Nói đùa thế thôi, chứ chúng là một loài có tình mẫu tử rất thiêng liêng đấy. Mặc dù là nhện độc nhưng nó chỉ tấn công con người khi nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm và cần phải phòng thủ. Loài nhện này có răng nanh lớn, có thể gây ra chấn thương, dẫn đến người bị cắn có các dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt và nhịp tim cao. Nhện sói thường được bắt gặp dưới các khúc gỗ hoặc trong lá ở nhiều nơi trong nước Mỹ và châu Âu. Thứ ba là nhện Guti Saphir. Hiện đang là hoa hậu của bảng xếp hạng, nhện Guti Saphir có vẻ ngoài rất đẹp và bắt mắt. Chúng thường sống trong rừng nhiệt đới, có thói quen làm hàng trên những cây cao to, có tán lá rộng để dễ ẩn náu. Nguồn thức ăn chính là những loài côn trùng biết bay như các loài bọ, chuồn chuồn, v.v. Chúng bắt mồi trực tiếp và làm tê liệt con mồi bằng nọc độc chứ không phụ thuộc vào tơ nhện. Loài nhện này có tuổi thọ khá thấp nhưng chúng lại có tốc độ phát triển nhanh. Chỉ trong vòng 2 năm thì con trưởng thành có thể đạt được kích thước tối đa từ 16 đến 17cm. Con cái có thể sống được 12 năm, trong khi con đực chỉ tối đa đến 4 năm. Độc tính của chúng khá mạnh và tốc độ tấn công nhanh đến mức trong chớp mắt sẽ để lại hai vết cắn sinh trên tay bạn. Độc tố của Guti Saphir thuộc dạng độc tố thần kinh, gây đau và choáng dữ dội nhưng không đủ sức kết liễu một người khỏe mạnh. Rất may mắn là hiện nay chưa có ghi nhận nào về việc tử vong bởi vết cắn của loài nhện xinh đẹp này. Thứ hai là nhện quá phụ đẹp. Loài nhện này thì không còn gì để nói đến nữa khi nó đã quá nổi tiếng trong giới nhện học. Loài nhện này xuất hiện nhiều nhất ở miền Nam nước Mỹ nhưng có thể được bắt gặp ở hầu hết các phía Tây bán cầu. Kích cỡ thân loài này cũng có sự chênh lệch trong giới tính. Con cái dài khoảng 1,5cm, trong khi đó con đực chỉ 8mm nên chúng dễ dàng kết liễu con đực sau khi giao phối. Nọc độc của nhện quá phụ đen mạnh gấp 15 lần nọc của rắn đuôi chuông. Sau khi bị cắn thì cơn đau sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, kèm theo sau là các triệu chứng rét run, nôn mửa, khó thở, mê sảng, liệt bán phân và các cơn co giật. Khoảng 5% các cuộc tấn công bởi nhện quá phụ áo đen được ghi nhận là dẫn đến tử vong. Và loài nhện đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách này đó chính là nhện quá phụ đỏ. Con nhện này là một thành viên của gia đình quá phụ đen. Chúng thường được tìm thấy ở Florida. Nhện quá phụ đỏ có thể đạt kích thước lên tới 1,5 inch. Con trưởng thành thích ăn dế và các loại côn trùng lớn khác. Nọc độc của loài nhện này được cho là mạnh hơn nọc độc của loài rắn lục từ 10 đến 25%. Nọc độc của nó là một chất độc thần kinh gây co thắt cơ kéo dài. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn, đổ mồ hôi nhiều, nhịp mạch nhanh và co cứng cơ, đặc biệt là cơ bụng, gây nôn mửa không kiểm soát. Vết cắn rất đau đớn nhưng hiếm khi gây tử vong. Hầu hết những người tử vong thường do các biến chứng tim mạch của tăng huyết áp, tức là suy tim. Vì vậy, nó nguy hiểm hơn đối với bệnh nhân ít tuổi hoặc lớn tuổi hoặc những người có bệnh tim tiềm ẩn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Bạn thấy video của ngày hôm nay thế nào? Bạn có phải là một người sợ nhện không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và hình quả chuông ở bên cạnh để có thể ủng hộ kênh Khám Phá Huyền Bí ra nhiều video hay và thú vị hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.